Bảo Lộc Hồng Loan xin kính chào quý vị Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức và giải trí Ngày hôm nay là sáng của ngày thứ tư, ngày 1 tháng 2 năm 2023 Loan Lộc xin kính chúc quý vị một tháng mới luôn gặp nhiều niềm vui và những điều may mắn Một cơn bão mùa đông đang mang đến mối đe dọa gấp 3 lần băng, mưa đá và tuyết cho Hoa Kỳ Nhân viên nhà hàng Pizza ở San Francisco bị sa thải sau khi nói với cảnh sát rằng nhà hàng không muốn chào đón cảnh sát Phó tổng thống Kamala Harris sẽ dự tang lễ của thanh niên bị cảnh sát đánh chết. Hơn 5 tỷ đô la tiền hỗ trợ Covid tại Mỹ có thể đã bị gian lận. Người vợ bị chồng lái xe Tesla lao xuống vách đá đã nói, anh ta cố ý giết chúng tôi. Một kẻ nổ súng trong Target ở Omaha, tiểu bang Nebraska bị cảnh sát bắn chết. Người Mỹ gốc qua ở Texas phản đối dự luật cấm họ mua nhà, đất đai. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện thông qua dự luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do Covid-19 gây ra. Người cháu trai sẽ quá thân thành Michael Jackson trong bộ phim mới. Ông trùm kinh doanh Nga bị buộc tội gian lận chứng khoán, giao dịch nội gián. Tổng thống Joe Biden nói sẽ thảo luận với ông Zelensky về các yêu cầu vũ khí của Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Nam thừa, nữ thiếu, 20 chàng trai dành nhau hẹn hò một cô gái ở Trung Quốc, nơi có 722 triệu nam và 690 triệu nữ. Tên Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 16 bị cáo được luật sư kháng án kêu quan. Thưa quý vị, tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, một cơn bão mùa đông đang mang đến mối đe dọa gấp 3 lần băng, mưa đá và tuyết cho Hoa Kỳ. Cơn bão kéo đến từ ngày thứ ba ở các vùng ở miền Nam, miền Trung của Mỹ đã khiến các quan chức phải đóng cửa các con đường và trường học khi họ kêu gọi mọi người tránh đi du lịch trong điều kiện nguy hiểm. Hơn 40 triệu người từ miền Đông Nam New Mexico cho đến West Virginia đang phải chịu cảnh báo thời tiết mùa đông, bao gồm cảnh báo về sự tích tụ băng nguy hiểm, vốn đã khiến các con đường trở thành cơn ác mộng, đặc biệt là ở Texas. Một người đã được xác nhận là thiệt mạng trong một vụ đụng xe ở Austin, Texas theo sở cứu hỏa của Austin. Những con đường xuyên bang cũng đã bị đóng trong khi những nhóm cứu hộ đầu tiên đã đến giúp cho những người tài xế. Kể từ ngày thứ hai, các đội EMS ở khu vực Dallas-Fort Worth đã phải ứng phó với ít nhất 142 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 16 vụ tai nạn lật xe, theo Master cục EMS của khu vực. Và tại Austin, sở cứu Quả đã phải ứng phó với ít nhất 19 vụ tai nạn giao thông do băng đá trên đường kể từ nửa đêm. Ngoài các điều kiện đi lại nguy hiểm tiềm ẩn, lượng băng này sẽ dẫn đến hư hại cây cối và mất điện trên khắp khu vực. Các thành phố được cảnh báo bảo băng, bao gồm Memphis Tennessee, Little Rock, Arkansas và một loạt các thành phố của Texas, trong đó có Dallas, San Antonio, San Angelo và Waco đang được cảnh báo bão mùa đông. Mưa đóng băng đã được báo cáo trên khắp miền Nam và tới sáng ngày thứ Ba, lượng mưa tích tụ từ 1 phần 10 inch cho đến 3 phần 10 inch được ghi nhận ở các vùng Arkansas, Texas và Kentucky kể từ thứ Hai. Sự tích tụ băng nặng nề nhất được dự báo trong các khu vực của Texas có thể đạt từ 1 đến 3 phần tư inch cho đến sáng ngày thứ Năm. 1 phần tư inch băng có thể bao phủ một vùng rộng lớn hơn của khu vực, bao gồm miền Nam Oklahoma, Arkansas, phía tây bắc của Mississippi và một phần của Tennessee. Texas đã phải đối phó với tình trạng băng giá lan rộng với khả năng tích tụ nặng nhất là chiều ngày thứ ba đến sáng ngày thứ tư. Cư dân tại thành phố Oklahoma đang được khuyến cáo về thời tiết mùa đông cho đến chiều nay ngày thứ tư, với khả năng sẽ nhìn thấy lớp băng dày đến 2 phần 10 inch. Lớp băng dày đến 2 phần 10 inch cũng có thể được nhìn thấy ở Louisville, Kentucky, và Charleston, West Virginia có thể thấy mưa tuyết dày đến 1 inch và lớp băng dày đến 1 phần 10 inch. Đợt mưa băng giá đầu tiên sẽ bắt đầu yếu khi di chuyển về phía West Virginia vào cuối buổi sáng. Tại Texas, thống đốc đã yêu cầu bộ phận quản lý khẩn cấp của tiểu bang gia tăng nguồn lực để có thể sẵn sàng ứng phó cho đến thứ Năm. Các công ty điện của Texas cho biết họ sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu dự báo và họ sẽ cố gắng tránh tình trạng cúp điện lặp lại của hai năm trước. Một số cửa học chánh ở khu vực Dallas, Fort Worth và Austin đã đóng cửa vào ngày thứ Ba và hơn 400 chuyến bay khởi hành từ các sân bay Texas đã bị quỷ. Tại Arkansas, thống đốc đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày thứ hai và kích hoạt các đội giúp đỡ thời tiết mùa đông của lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang để sẵn sàng ứng phó với cơn bão. Tôi khuyến khích người dân Arkansas đang trải qua thời tiết mùa đông tránh đi du lịch nếu có thể và chú ý đến những cảnh báo của các quan chức địa phương. Thống đốc Sarah Huckabee Sanders đã nói trên Twitter, lệnh khẩn cấp chi ra 250.000 đô la được sử dụng tùy ý bởi người đứng đầu bộ phận quản lý khẩn cấp của tiểu bang để cung cấp kinh phí cho chi phí hành chính và chương trình. Cơn bão vẫn còn tấn công các khu vực ở miền Nam và miền Trung theo từng đợt cho đến hết ngày thứ Tư. Và mặc dù dự báo cho thấy sẽ có những khoảng thời gian mưa chậm lại trong hai ngày tới, nhưng các con đường có thể sẽ trơn trợt nguy hiểm trong suốt cơn bão do nhiệt độ vẫn ở mức thấp. Tại quận Dyer, tiểu bang Tennessee, thời tiết băng giá khiến các quan chức phải đóng cửa cây cầu xa lộ liên tiểu bang 155 tuần tra đường cao tốc. Nhân viên nhà hàng pizza ở San Francisco bị sa thải sau khi nói với cảnh sát rằng nhà hàng không muốn chào đón cảnh sát. Một vụ việc xảy ra tại nhà hàng pizza ở San Francisco đang thúc đẩy một cuộc tranh luận đang diễn ra về việc nhận thức của công chúng về cảnh sát cuối tuần qua một nhân viên đã nói với một số cảnh sát ở san francisco rằng họ không được chào đón tại nhà hàng và yêu cầu hãy rời đi gần như ngay sau khi câu chuyện được đưa ra người chủ đã phải xin lỗi cảnh sát và nói rằng nhân viên đã bị sa thải nhưng những tranh cãi và phản ứng dữ dội vẫn chưa giảm Chủ tiệm Pizza Square trên đường Brennan nói với NBC Bay Area hôm thứ Hai rằng nhân viên yêu cầu các cảnh sát hãy rời đi là một thực tập sinh mới vào làm ngày thứ tư của họ và đã bị sa thải. Chủ sở hữu cũng đã xin lỗi và liên lạc với Hiệp hội Cảnh sát San Francisco về vụ việc. Điều mà Hiệp hội đã thừa nhận trên Twitter của mình. Một số đánh giá một sao đã xuất hiện trên trang Yelp cho Pizza Square đề cập trực tiếp đến những gì xảy ra và chỉ trích quyết định yêu cầu các cảnh sát hãy rời đi và không phục vụ cho cảnh sát. Vụ việc xảy ra vào cuối tuần khi sự chú ý dồn vào vai trò của sở cảnh sát trên toàn quốc gia sau khi cảnh sát Memphis công bố video cảnh một số sĩ quan đã đánh chết Nico, nó cũng đã xảy ra ở San Francisco, trong khi nhiều cư dân San Francisco đang cần thêm cảnh sát để giúp chống lại sự gia tăng của thị trường ma túy, tội phạm tài sản và các cuộc tấn công vào các cư dân của một số cộng đồng. Hiện tại thì sở cảnh sát của San Francisco đang thiếu hơn 500 cảnh sát. Cảnh sát trưởng Bill Scott cho biết sở đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng cảnh sát mới. Ông Scott nói, hãy quy trách nhiệm cho chúng tôi, bảo đảm rằng chúng tôi làm mọi thứ theo cách tốt nhất mà chúng tôi phải làm, nhưng hãy ủng hộ chúng tôi, bởi vì nếu chúng ta có một thành phố nơi các cảnh sát được giúp đỡ, tôi nghĩ mọi người sẽ muốn làm việc ở đây hơn. Phó tổng thống Kamala Harris sẽ dự tang lễ của thanh niên bị cảnh sát đánh chết. Phó Tổng thống Harris sẽ tới Memphis, Tennessee để dự tăng lễ vào ngày 1 tháng 2. Tòa Bạch Ốc thông báo việc lựa chọn một đại diện cấp cao như vậy từ tòa Bạch Ốc nhấn mạnh tác động chính trị từ cái chết của Nichols sau khi vụ đánh đập giả mang được theo dõi sát sao trên khắp đất nước thông qua một loạt những video. Tổng thống Joe Biden cho biết ông cảm thấy bị xúc phạm và vô cùng đau đớn trước đoạn phim ghi lại cảnh những sĩ quan cảnh sát đánh đập Nichols. Nichols sẽ được một sư Al Sharpton đọc điếu văn tại một buổi lễ ở nhà thờ Thiên Chúa Giáo Mississippi Boulevard ở Memphis. Mọi người trong gia đình Fiona, Tyler và George Floyd, những nạn nhân thiệt mạng vì cảnh sát ở Louisville và Minneapolis hồi năm 2020 cũng sẽ tham dự. Sở cảnh sát của Memphis cũng vừa thông báo một cảnh sát thứ bảy cũng đã bị ngưng việc để điều tra cái chết của Tyler Nichols. Ngoài 7 người cảnh sát, Sở Cứu Hỏa của Memphis cũng đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng họ đã sa thải hai nhân viên y tế khẩn cấp và một trung quý vì vi phạm nhiều chính sách và quy trình khi họ phản ứng với hiện trường. Hơn 5 tỷ đô la tiền hỗ trợ COVID tại Mỹ có thể đã bị gian lận. Chính phủ Mỹ có thể đã cấp khoảng 5,4 tỷ đô la viện trợ COVID-19 cho những người có số an sinh xã hội đáng ngờ, một tổ chức quan sát cho biết trong một báo cáo Ủy ban trách nhiệm giải trình trong ứng phó đại dịch PRAC cho hay, họ xác định có 69.323 số an sinh xã hội đáng ngờ được dùng để nhận 5,4 tỷ đô la từ chương trình cho vay thảm họa tổn hại kinh tế EIDL và chương trình bảo vệ tiền lương PPP. Các khoản vay được phân phối từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022. Theo báo cáo được đưa ra trước cuộc điều trần về gian lận trong chi tiêu đại dịch đã lên lịch vào ngày 1 tháng 2 bởi Ủy ban Giám sát Hạ viện. Mỹ đang điều tra các vụ gian lận nhắm vào các chương trình giúp đỡ của chính phủ như chương trình PPP, chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare và bảo hiểm thất nghiệp. Tháng 5 năm 2021, Bộ trưởng Tiêu pháp Mary Garland đã mở lực lượng đặc nhiệm thực thi chống gian lận COVID-19. Và năm ngoái, thì Bộ Tiêu pháp cử công tố viên liên bang Kevin Chambers dẫn đầu nỗ lực điều tra những kẻ gian lận lợi dụng đại dịch để bòn rút các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Tháng 9 năm ngoái, Tổng Thanh tra Bộ lao động cho hay những kẻ gian lận đã có phần chắc đã ăn cắp 45,6 tỷ đô la từ chương trình bảo hiểm thất nghiệp của chính phủ trong đại dịch bằng cách dùng các thủ thuật như sử dụng số an sinh xã hội của những người đã chết để lãnh tiền trợ cấp. Cũng trong tháng 9, các công tố viên liên bang đã truy tố hàng chục người ăn cắp 250 triệu đô la từ một chương trình hỗ trợ của chính phủ dành cho trẻ em trong đại dịch. Người vợ bị chồng lái xe Tesla lao xuống vách đá đã nói, anh ta cố ý giết chúng tôi. Ramesh Patel đã bị buộc tội vào ngày thứ hai với ba tội danh cố ý giết người. Vợ của bác sĩ S. Quang ở California được cho là đã nói với các nhân viên y tế rằng chồng cô ấy cố tình lái chiếc Tesla của họ qua một vách đá nổi tiếng ở California cùng với gia đình bên trong với ý định giết họ. Ramesh Patel 42 tuổi bị buộc tội với ba tội danh cố ý giết người liên quan đến vụ tai nạn vào ngày 2 tháng 1, khiến người vợ 41 tuổi Neha Patel cùng các con của họ, một bé gái 7 tuổi và một bé gái 4 tuổi bị thương xe của họ lao xuống vách đá cao 250 feet. Biện lý quận Sam Mattel Steve đã nói, cô ấy đưa ra tuyên bố đó khi được hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn cố ý giết chúng tôi, chúng tôi có nhiều người nghe cô ấy nói như vậy, Wackstead đã nói. Neha, người vẫn đang nằm bệnh viện, không nói chi tiết, sau đó cô đã nhanh chóng được giúp đỡ y tế, và đó là lời khai của cô ấy, anh nói. Wackstead nói Neha đã không được phỏng vấn kể từ đó. Cô ấy có luật sư và chúng tôi được thông báo rằng vì trong thời điểm này cô đang nằm bệnh viện nên không thích hợp cho một cuộc phỏng vấn. Vụ tai nạn xảy ra trên một đoạn đường cao tốc khác tiếng được gọi là Devil's Slide ở hạt xe Mattel gần Pacifica dọc quốc lộ 1 nổi tiếng chạy dọc theo chiều dài của bờ biển California. Devil's Slide là nơi xảy ra một số trường hợp tử vong trong năm thập niên qua. Patel là một bác sĩ ex-quang từ Pasadena đã bị bắt sau vụ tai nạn tại Bệnh viện Stanford. Theo báo cáo bắt giữ của đội tuần tra đường cao tốc California được chia sẻ với The People, CHP cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ đã được cảnh báo về một chiếc xe lao qua vách đá trên SR1 vào khoảng 10 giờ 50 sáng giờ địa phương vào ngày 2 tháng 1. WhatsApp nói sau vụ tai nạn, các nhà chức trách đã nói chuyện với hai người khác nhau, những người lái xe phía sau xe Tesla của anh ta và quan sát những gì xảy ra, có thể cung cấp thông tin về việc thiếu đèn thắng anh nói các nhà chức trách cũng tìm thấy video từ các đường hầm của tom lentos gần đó cho thấy rõ ràng chiếc xe của anh ta ra khỏi đường hầm đi lên đồi rẽ vào một khu vực đất ở trên đỉnh anh ta nói và sau đó chiếc xe đã rẽ phải gấp xuống qua mép và lao xuống vách đá watts cho biết các nhà điều tra vẫn đang cố gắng xác định động cơ có thể xảy ra có ba người mà chúng tôi tin rằng anh ta đang cố giết rõ ràng anh ta cũng muốn tự sát và vì vậy đó là một cố gắng để trở thành một vụ giết người tự sát tại sao anh ấy lại làm điều này bây giờ tôi tin rằng đây là một hành động cố ý nhưng tại sao anh lại làm như vậy tại sao anh ấy lại muốn giết ba người mà anh ấy người ta cho rằng yêu quý nhất trong cuộc đời con người vì vậy sự thật toàn bộ câu chuyện vẫn chưa được tiết lộ, đó chỉ là câu chuyện chúng tôi có ngay bây giờ, có vẻ như đây là một hành động cố ý đối với chúng tôi và đó là lý do tại sao chúng tôi nộp đơn tố cáo, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra nhiều hơn trong thời gian sắp tới. Patel vẫn chưa đưa ra lời bào chữa nào, luật sư của ông cũng không đưa ra bình luận, ngày điều trần được sắp xếp vào ngày 9 tháng 2 sắp tới. Một kẻ nổ súng trong target ở Omaha, tiểu bang Nebraska bị cảnh sát bắn chết. Sở Cảnh sát thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska ngày 31 tháng 1 thông báo một người nam có vũ trang đã nổ xuống bên trong cửa tiệm Target ở thành phố đã bị bắn chết. Thông báo của chuỗi cửa hàng bán lẻ này cho biết những người mua sắm và nhân viên ở cửa tiệm Omaha West đều đã được di tản an toàn và hãng đang phối hợp với sở cảnh sát Omaha trong vụ việc. Thông báo không cho biết thêm chi tiết. Trong khi đó, trên Twitter, sở cảnh sát Omaha xác nhận nghi can sử dụng súng trường đã bị cảnh sát bắn. Ngoài ra, không xác định có nạn nhân trong vụ việc tại cửa tiệm Target hoặc các bệnh viện hay không. Thông báo cũng cho biết thêm rằng cảnh sát đang điều tra và nhân viên pháp y sẽ đến hiện trường ngay trong đêm. Người Mỹ gốc Hoa ở Texas phản đối dự luật cấm họ mua nhà, đất đai. Người Mỹ gốc Hoa ở miền Bắc của Texas đang phản đối hai dự luật của thượng viện tiểu bang cấm cư dân có gốc gác bốn quốc gia khác mua nhà cửa đất đai ở Texas. Vào ngày Chủ nhật, hơn 250 người biểu tình kéo tới John Kennedy Memorial Plaza ở trung tâm của Dallas để phản đối dự luật 147 và 552 của thượng viện vì cho rằng hai dự luật này mang tính kỳ thị. Dự luật 147 do bà Lois Coscors thuộc Đảng Cộng hòa, thượng nghị sĩ của tiểu bang đưa ra vào tháng 11 năm 2022, đề nghị cấm người gốc Trung Quốc, Nga, Bắc Hàn và Iran mua nhà cửa, đất đai ở Texas. Trong khi đó, dự luật 552 đề nghị cấm công ty nào có mối liên quan với bốn quốc gia đó mua đất nông nghiệp Tôi sẽ ký, ông Red Abbott, thống đốc Texas đã lên Twitter bày tỏ ủng hộ dự luật 147 vào ngày 15 tháng 1. Dự luật này tiếp theo đạo luật tôi từng ký, cấm những quốc gia đó đe dọa hạ tầng của chúng ta. Bà Concourse cho biết dự luật 147 nhằm giải quyết vấn đề an ninh quốc gia có liên quan đến bốn nước nêu trên. Sau khi ông Abbott lên tiếng ủng hộ dự luật, nhiều tổ chức được cộng đồng người Mỹ gốc qua ở Texas giúp đỡ công bố kế hoạch biểu tình ở hàng loạt thành phố lớn của tiểu bang. Tại cuộc biểu tình do DWF, Chinese Alliance tổ chức vào Dallas vào hôm Chủ nhật, người Mỹ gốc qua cho hay họ rất lo ngại về hai dự luật nêu trên. Những người chia sẻ rằng dự luật này mang tính thù ghét và kỳ thị. Chúng tôi ở đây, chúng tôi đóng thuế, chúng tôi đến đây để theo đuổi ước mơ, không nên kỳ thị chúng tôi phát biểu trước người tham dự cuộc biểu tình bà maria tu là nghị viên của thành phố plano kêu gọi các nhà lập pháp ở austin thay mặt cộng đồng người mỹ gốc qua tại đây chống lại hai dự luật của thượng viện những giới chức cư dân khác ở nơi đây cũng tuyên bố họ phản đối hai dự luật này hai dự luật này giống những đạo luật chống người trung quốc ở mỹ trước đây như chinese exclusion act Đạo luật năm 1882 cấm người lao động Trung Quốc nhập cư Mỹ trong 10 năm và Alien Land Law của California, đạo luật năm 1913 cấm di dân Á châu sở hữu đất đai. Theo ông Hai Long Chin, chủ tịch của DWS Chinese Alliance, hai luật này nếu được thông qua sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, vì những tiểu bang khác sẽ làm theo và nạn thù ghét người gốc châu Á chắc chắn sẽ tăng lên ở đất nước này, ông cho biết. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện thông qua dự luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 gây ra. Các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thông qua dự luật vào ngày thứ ba để chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19, tiếp tục thực hiện đạo luật này, mặc dù chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo trước đó một ngày rằng tuyên bố sẽ kết thúc vào tháng 5. Đạo luật có tên là đạo luật đại dịch đã qua, được thông qua với tỷ lệ phiếu bầu, theo đường lối đảng phái là 220 trên 210. Dự luật dài hai trang sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 vào ngày nó được ban hành. Chính quyền cựu tổng thống Trump đã thực hiện tuyên bố vào hồi tháng 1 năm 2020 và nó đã được giữ nguyên kể từ đó. Tuy nhiên, dự luật khó có thể được thông qua tại Thượng viện do đảng Dân Chủ kiểm soát. Các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện nói vào tuần trước rằng luật này sẽ được thông qua vào ngày thứ ba. Vào chiều ngày thứ hai, chưa đầy 24 tiếng trước cuộc bỏ phiếu, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thông báo rằng tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng COVID-19 sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 5, ấn định ngày hết hạn cho tuyên bố đã được gia hạn 12 lần kể từ lần đầu tiên được thực hiện. Chính quyền cũng cho biết sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia COVID-19 vào ngày 11 tháng 5, Văn phòng Quản lý và Ngân sách OMP đã lập luận trong một tuyên bố rằng việc bãi bỏ ngay lập tức tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng như được quy định trong dự luật GOP sẽ có tác động rất đáng kể đến hệ thống y tế của quốc gia chúng ta và hoạt động của chính phủ. Một lĩnh vực quan tâm của chính quyền là tiêu đề 42, chính sách thời cựu Tổng thống Donald Trump cho phép các quan chức biên giới từ chối những người xin tị nạn vì những lo ngại liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Theo chính quyền, nếu tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng kết thúc, tiêu đề 42 sẽ hết hiệu lực. Chính quyền ủng hộ việc rút ngắn tiêu đề 42 một cách có trật tự, có thể dự đoán được, với đủ thời gian để đưa ra các chính sách thay thế. Tuy nhiên, các đảng viên đảng Cộng Hòa đã lập luận ngược lại và quyết định tiếp tục với dự luật của họ vào thứ Ba và cho rằng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng nên kết thúc ngay lập tức. Trích dẫn lời bình luận của Tổng thống Joe Biden từ hồi tháng 9 rằng đại dịch đã qua, Tổng thống Joe Biden đã mất quá nhiều thời gian để thực hiện tuyên bố của mình từ hồi tháng 9 năm ngoái rằng đại dịch đã qua. Đó là lý do tại sao tôi đang xúc tiến dự luật của mình để chấm dứt tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng do COVID-19 và cuối cùng khôi phục sự kiểm tra và cân bằng giữa quốc hội và ngành hành pháp. Dân biểu Brett Godfrey thuộc đảng Cộng hòa ở Kentucky, nhà tài trợ chính của dự luật cho biết trong cuộc tranh luận tại Hạ viện. Người cháu trai sẽ quá thân thành Michael Jackson trong bộ phim mới. Jafar Jackson, cháu trai của Michael Jackson, đóng chính trong bộ phim điện ảnh tiểu sử về cuộc đời của ông hoàng nhạc pop. Vào ngày 31 tháng 1, nguồn tin của Variety cho biết, nhóm làm phim Michael của đạo diễn Anton Fuqua đã chọn được diễn viên chính vào vai của Michael Jackson. Jafar Jackson là con trai của Jermaine Jackson, anh trai của ông hoàng nhạc pop. Catherine, mẹ của Michael cho biết, "Jafar giống hiện thân của con trai tôi." Thật tuyệt vời khi thấy cháu tiếp nối truyền thống gia đình trong ngành giải trí và biểu diễn. Bộ phim do hãng Lion Gates và tổ chức di sản Michael Jackson phối hợp thực hiện. Đây cũng là bộ phim lớn đầu tiên cho Jaffa Jackson đóng chính. Trước đó anh đã tham gia một số MV và chương trình truyền hình cùng họ hàng. Nhà sản xuất Ramkin nổi tiếng với Bohemian Rhapsody cho biết rằng tôi gặp Jafar hơn 2 năm trước và ngỡ ngàng khi thấy cậu ấy mang những nét tính cách thần thái của Michael. Chúng tôi nhận ra dù tiếp tục tìm kiếm quanh thế giới cũng không thể tìm ra người khác phù hợp hơn cho vai diễn này. Đạo diễn rất hài lòng với sự lựa chọn diễn viên chính, thật háo hức khi được chứng kiến Jafar thể hiện Michael trên màn ảnh, có một sự kết nối đặc biệt về mặt tâm linh giữa cậu ấy và chú của mình. Jafar cũng rất có năng khiếu trước ống kính máy quay. Kịch bản Michael khai thác cuộc đời dịu ồn ào của Michael Jackson. Nhóm làm phim cho biết sẽ tập trung tái hiện nhiều màn biểu diễn mang tính biểu tượng để thể hiện con đường biến ông thành ông hoàng nhạc pop, biểu diễn vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông trùm kinh doanh Nga bị buộc tội gian lận chứng khoán, giao dịch nội gián. Một doanh nhân giàu có người Nga và các cộng sự đã kiếm được hàng chục triệu đô la bằng cách gian lận thị trường chứng khoán trong một kế hoạch phức tạp liên quan đến việc xâm nhập vào mạng máy tính của Mỹ để ăn cắp thông tin nội bộ của các công ty như Microsoft và Tesla, một công tố viên nói với bồi thẩm đoàn vào ngày thứ hai, Vladislav Klyusin, chủ sở hữu một công ty công nghệ thông tin có trụ sở tại Moscow, có mối liên hệ với các cấp trên của chính phủ Nga, đang bị xét xử tại tòa án liên bang Boston gần hai năm sau khi ông bị bắt khi hạ cánh xuống Thụy Sĩ trên một chiếc máy bay riêng để đi trực tuyết. Anh ta là công dân Nga duy nhất bị buộc tội trong kế hoạch trị giá gần 90 triệu đô la đã bị bắt và dẫn độ qua Mỹ. Bốn đồng phạm bị buộc tội bao gồm một sĩ quan tình báo quân đội Nga, người cũng bị buộc tội can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, vẫn chưa bị truy nã. Trợ lý luật sư Stephen Fran đã nói với các bộ thẩm viên rằng Kế hoạch "hack to trade" đã đem lại cho Cleo và các cộng sự của anh ta loại lợi nhuận mà những người quản lý tiền thực tế thậm chí không thể mơ tới. Sử dụng thông tin bị đánh cắp về hoạt động của một công ty sẽ quyết định giá cổ phiếu của công ty đó, Cleo đã đích thân biến khoản đầu tư 2 triệu đô la thành gần 21 triệu đô la và cùng nhau cả nhóm đã biến khoảng 9 triệu đô la thành gần 90 triệu đô la. Frank nói. Đó không phải là may mắn và cũng không phải là do nghiên cứu tài chính cẩn thận. Bị cáo đã gian lận, Frank nói. Luật sư của Cleo xin nói với bộ thẩm đoàn rằng vụ án của chính phủ chứa đầy lỗ hỏng và suy luận. Anh ấy nói rằng khách hàng của anh đã thành công về mặt tài chính từ rất lâu trước khi anh ấy bắt đầu giao dịch cổ phiếu và anh ấy tiếp tục giao dịch ở nhiều công ty giống nhau, ngay cả sau khi quyền truy cập vào thông tin nội bộ bị cáo buộc đã bị chặn vì các bộ hack đã bị phát hiện. Không có gì là bất hợp pháp khi là người Nga giàu có hay có một công ty công nghệ thông tin ký hợp đồng với chính phủ, luật sư Maxim Namstep đã nói khi đề cập đến các hợp đồng với Điện Kremlin. Klyushin có mối liên hệ thân thiết với một sĩ quan quân đội Nga, một trong 12 người Nga bị buộc tội vào năm 2018 vì đã xâm nhập vào chiến dịch tranh cử tổng thống của Hillary Clinton và Đảng Dân chủ, đồng thời công bố email của họ nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016. Các công tố viên cho biết, Ivan Ermakov, người đã làm việc với Klyushin tại công ty CNTT là một hacker trong kế hoạch giao dịch nội gián bị cáo buộc các công tố viên mỹ đã không cáo buộc rằng Klyushin có liên quan đến can thiệp bầu cử Klyushin và ermakov là bạn thân theo công tố viên người đã cho bồi thẩm đoàn xem ảnh chụp chung của hai người và cho biết Klyushin thậm chí còn mua cho ermakov một căn nhà để ở Klyushin phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu truy cập trái phép vào máy tính và thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản và gian lận chứng khoán Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài vài tuần. xin điều hành M-13, một công ty công nghệ thông tin có trụ sở tại Moscow, chuyên cung cấp dịch vụ phát hiện các lỗ hỏng trong hệ thống máy tính. Trong số khách hàng của ông, chính là chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như các cơ quan của chính phủ khác, theo các công tố viên. Tổng thống Joe Biden nói sẽ thảo luận với ông Zelensky về các yêu cầu vũ khí của Ukraine. Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các yêu cầu vũ khí mới nhất của Kiev. Vào ngày 31 tháng 1, ông nói rằng, chúng tôi sẽ thảo luận sau khi trả lời với các phóng viên. Trước đó, thì Tổng thống Joe Biden khẳng định ông không ủng hộ việc gửi phi cơ chiến đấu F-16 đến cho Ukraine. Cho đến nay, Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine. Nhiều nước phương Tây khác cũng đang gửi vũ khí từ súng trường, xe thiết giáp và pháo tự hành cho Kiev. Trước đó vào ngày 29 tháng 1, tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần vũ khí mới với tốc độ chuyển giao nhanh hơn để đối phó với tình huống rất khó khăn trước các cuộc tấn công liên tục của quân Nga ở khu vực phía đông tỉnh Donetsk. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình, ông Zelensky nói tình hình rất khó khăn, bắt mất Vuledar và các khu vực khác ở Donetsk liên tục hứng chịu các đợt tấn công của Nga. Moscow liên tục cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng tôi. Trong bài phát biểu trước đó một ngày, ông Zelensky cũng nói rằng Ukraine cần hệ thống hỏa tiễn tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất để ngăn chặn các đợt tấn công của Nga. Washington đến nay vẫn từ chối cung cấp loại vũ khí này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đề cử giải Nobel Hòa Bình Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cùng nhiều cái tên nổi tiếng khác đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2023. Danh sách đề cử được đưa lên Ủy ban Nobel vốn được giữ bí mật theo quy chế nhưng người đề cử có thể công khai cái tên họ đã viết. Theo AFP, có nhiều cái tên đã được công khai là đề cử của giải Nobel Hòa bình 2023 cho đến nay, trong đó có tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ông được người phát ngôn của Thượng viện Pakistan đề cử vì những cố gắng không mệt mỏi để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong nhiều tháng xung đột Nga và Ukraine diễn ra, ông Erdogan đã nhiều lần đóng vai trò chính trong các cố gắng ngoại giao tạo được kết quả đáng kể, bao gồm một thỏa thuận được Liên Hiệp Quốc giúp đỡ nhằm khôi phục vận chuyển nông sản từ Ukraine qua Hắc Hải, được ký ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, hay là thỏa thuận trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng thể hiện rằng ông mong muốn đưa những người đứng đầu của Nga và Ukraine đến bàn đàm phán hòa bình, dù hai bên đều chưa ủng hộ ý tưởng này. Ngoài ông Erdogan, nhiều cái tên được công chúng biết đến khác cũng được đề cử như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hay nhà hoạt động về khí hậu Greta Thunberg. Những người đủ điều kiện để gửi đề cử giải Nobel Hòa Bình bao gồm những người từng đoạt giải, các nhà lập pháp, và bộ trưởng nội các từ bất cứ quốc gia nào trên thế giới và một số giáo sư đại học. Mỗi năm, có hàng trăm ứng cử viên được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình. Vào năm 2022, có 343 người được đề cử. Nam thừa, nữ thiếu, 20 chàng trai giành nhau hẹn hò một cô gái ở Trung Quốc, nơi có 722 triệu nam và 690 triệu nữ. Một vụ hẹn hò ở tỉnh Giang Tây đã nêu rõ mức độ nghiêm trọng lệch giới tính ở Trung Quốc, theo Weibo. Vụ việc này diễn ra vào ngày 16 tháng 1. Đoạn video cho thấy ít nhất 20 người đàn ông xếp hàng và chen lấn để quét mã QR của một cô gái trên WeChat với hy vọng bảo đảm một cuộc hẹn hò với cô. Trong căn phòng thì có rất nhiều mảnh giấy liệt kê các thông tin của nhiều cô gái bao gồm tuổi, chiều cao, cân nặng, học vấn, nghề nghiệp thông tin gia đình và các tiêu chuẩn mà họ đặt ra cho người yêu tương lai. Người đàn ông quay video cho biết, điều này khiến cho anh ta cảm thấy xấu hổ và muốn sống độc thân cho đến hết đời. Theo sau China Morning Post, một giáo viên mẫu giáo 28 tuổi đã đặt tiêu chuẩn rất là cao cho người đàn ông Trung Quốc mà cô ấy muốn kết hôn là chồng phải cao trên 1m7, có công việc ổn định, có gia thế, có nền giáo dục tốt và phải là một người có tinh thần dám nghĩ, dám làm. Đoạn video về màn hẹn hò giấu mặt đã nhanh chóng trở thành tâm điểm và thu hút 48 triệu lượt người xem chỉ riêng trên Weibo và hàng chục ngàn bình luận. Hiện nay thì Trung Quốc có 722 triệu người đàn ông và 690 triệu người phụ nữ, chênh lệch là khoảng 32 triệu. Sự chênh lệch lớn nhất tập trung vào nhóm sinh ra trong thời kỳ áp dụng chính sách một con từ năm 1980 đến năm 2015. Cái này là họ tính tổng dân số của Trung Quốc, còn nếu tính cái lứa tuổi đó không thì mình nghĩ là số lượng mà nam á, chắc hơn gấp đôi số lượng nữ luôn. Tại vì à, lúc đó thì người Trung Quốc họ chỉ muốn sinh con, con trai thôi, à, hạn chế sinh con đó thưa quý vị. Tên Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 16 bị cáo được luật sư kháng án kêu quan. Ngày 31 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận đơn kháng cáo của 17 trong 35 bị cáo vụ đại án AIC bị cáo buộc gây thiệt hại 152 tỷ đồng là khoảng 6 triệu 480 ngàn đô la tại dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Theo những bài báo đáng chú ý là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC đang bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế nhưng được luật sư đại diện kháng cáo thay. Theo đó thì đơn kháng cáo thay luật sư cho rằng quá trình điều tra chưa đầy đủ, chưa chứng minh được bà Nhàn là chủ mưu trong việc thông thầu. Ngoài bà Nhàn, 7 bị cáo khác bị xác định bỏ trốn cũng được các luật sư kháng cáo thay với nội dung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm với lý do chứng cứ không đầy đủ, quá trình điều tra có thiếu sót. Ngoài ra, bà Hoàng Thị Thúy Nga, cựu phó tổng giám đốc công ty AIC, kháng cáo với mong muốn tòa phúc thẩm đánh giá lại vai trò của bị cáo để đưa ra phán quyết về việc mình chỉ là người làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo của bà Nhàn. Bà Nga cũng đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại phần dân sự khi bị tòa buộc cùng bà Nhàn và ông Trần Mạnh Hà, phó tổng giám đốc công ty AIC liên đới bồi thường thiệt hại gần 150 tỷ đồng là khoảng 6 triệu 390 ngàn đô la. Trước đó thì vào ngày 4 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị cáo trong đại án AIC. Tòa tuyên phạt khiếm diện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30 năm tù về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ hội đồng xét xử đã cáo buộc bà nhàn có vai trò chủ mưu cầm đầu chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính trong các sai phạm gian lận đấu thầu tại dự án bệnh viện đa khoa đồng nai do bà nhàn bỏ trốn đã gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án nên cần xử phạt mức án cao nhất Cùng với hai tội danh trên, ông Trần Mạnh Hà là phó tổng giám đốc AIC bị tuyên án 25 năm tù. Cả hai bị cáo bà Nhàn và ông Hà hiện đang bỏ trốn, bị công an phát lệnh truy nã. Ngoài bà Nhàn và ông Hà, sáu bị cáo đang bỏ trốn còn lại bị tuyên mức án thấp nhất là 30 tháng tù đến cao nhất là 6 năm tù. Riêng bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu phó tổng giám đốc công ty AIC, lãnh 12 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phiên tòa, việc luận tội bà Nhan được viện kiểm soát cho rằng được chứng minh bằng các tài liệu, chứng cứ và lời khai phù hợp của tất cả các bị cáo khác. Thưa quý vị, bản tin chính đã xong. Bây giờ là phần giải trí. <laughs> rồi, ngày hôm nay mùng 11 rồi đó. <laughs> Hết mùng, bây giờ tới màn, màn 11. <laughs> Mùng rồi qua màng phải ừ. không? Rồi xong rồi tới hai mấy là gọi là mền, mền. <laughs> Mùng rồi màng mền Ở Việt Nam ăn Tết lâu lắm. Ăn Tết nhiều khi qua kéo qua hết tháng giêng luôn đó. <laughs> Cái này hồi xưa thôi, không biết giờ thì sao. <laughs> rồi, bây giờ màng 11 là màng 11 cảnh 1. Cảnh 1, rồi hiểu rồi. <laughs> Kể chuyện hay là đố? Đố. <laughs> đố nữa hả? Đố nha. Rồi. Đố luôn ha. Thì uh, hôm nay mình đố lạ lạ đi. Lon thì cũng rành về nhà cửa đất đai lắm không? Đúng không? Lon là rành nhà cửa đất đai lắm. Mỗi lần mà đi ngang cái khu vực nào là lên online bấm thôi. Cái khu vực này nhà bán nhiêu nhiêu đó, nhớ không? Coi giá cả. Coi giá cả này nọ, biết là cái khu vực đó nhà trung bình là bao nhiêu. ha? Về đổ về nhà luôn. Rồi, đổ ừ. sao? Đố loan cái tòa nhà nào mà nó nhiều chuyện nhất tòa nhà nào tòa nhà nào mà nó nhiều chuyện lắm cái nhà nào được không hay là phải tòa nhà mới được cái nhà cũng được mà thường ta kêu là tòa nhà thì đúng hơn à. tòa nhà tự nhiên cái mình nghe nó nghiêng về cái mặt gì nó hơi kiểu như tòa nhà chính phủ <laughs> tòa nhà nhiều chuyện nhất phải tòa nhà của sinh viên ở <laughs> nhiều chuyện lắm chuyện gì cũng có à, mà không phải đâu phải không <laughs> trả lời đi ta nói khu nhà của sinh viên ừ. chứ đâu nói tòa nhà đúng ừ. không cái chữ tòa nhà của báo lộc là mình nghi vấn để coi ta tòa nhà đúng không thuộc giống như là của chính phủ được ừ, đúng rồi đúng rồi đó là... <laughs> phải phải. đúng rồi đó. à... ba hai có, có một. một cái nhà mà trong đó nó có rất là nhiều câu chuyện, chứ không phải nó nhiều chuyện. Trong là cái, cái gì? nhà đó nó có nhiều câu chuyện, mình mình muốn kiếm cái gì mình cứ đi vô đó mình kiếm. Cái đó là câu trả lời cuối cùng của Loan là cái gì? Cái thư viện. Câu trả lời cuối cùng là tòa nhà. Thư viện. Thư viện. Chính xác. <laughs> tòa nhà mà nhiều chuyện nhất là vô thư viện thôi, rất là nhiều chuyện. <laughs> từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn ừ. chuyện gì cũng có muốn kiếm chuyện gì ừ. cũng có thể có trong đó ha mà cái 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 tòa nhà này nó có nhiều câu trả lời lắm cũng có người trả lời những câu hỏi khác câu trả lời khác nữa tòa nhà mà nhiều chuyện nhất là tòa nhà toàn phụ nữ <laughs> bảo đảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chuyện gì cung trăng hay gì cũng có phải không phải thời buổi giờ nó khác rồi. nhiều khi mình thấy đám phụ nữ ngồi không có nói chuyện mà mấy ông gặp nhau trời ơi mấy ông nói chuyện quá trời nói chuyện nói chuyện coi như là chuyện gì cũng nói được hết nói dữ hơn phụ nữ luôn chứ lo không nghe ngày xưa người ta hay nói hả hai người phụ nữ kèm với một con vịt thành một cái chợ thì cái đó là chuyện hồi xưa thì đó là thì lúc nói chuyện hồi xưa mà à, câu hỏi thứ hai uhm về nghề nghiệp nha đầu năm thì mình người ta hay đi kiếm nghề kiếm nghiệp thì đố loan luôn về nghề nghiệp đố loan nghề gì sẽ không bao giờ sợ bị xui xẻo nghề gì mà sẽ không bao giờ sợ bị xui xẻo ừ câu bói <cười> <cười> mà mấy người câu bói người ta tự bóng quẻ coi cho mình được không ta không biết. Không biết là cô bối nhiều khi cũng không đoán được tương lai của họ đâu. Có người ta coi được, có người ta cũng coi hớp bóc mé thôi, cũng không đúng lắm đâu. Ừ. Vậy là không phải đúng không? Ai biết, thì lúc nói gì thôi mà. Vậy là nghề khác. Làm ừ. nghề gì ta? Nghề, uh... trời ơi, nghề có biết bao nhiêu là nghề ta? Tám tỷ cũng cái nghề. Tám tỷ cái nghề. <laughs> uh, nghề coi như là mình biết là cái gì công nông sĩ mộc phải không cái gì <laughs> kia mộc thủy quả thổ luôn tự nhiên à. bây giờ tôi đùng cái loan nói là cũng không nhớ là cái gì ừ cái ừ. gì đó không quên rồi hả đúng, hồi, đúng hồi rồi. xưa mình hay có cái từ đó đó à quý, quý vị suy nghĩ là quý vị nghĩ ra tự nhiên là loan lộc bị giống như là loan nghĩ hoài mới Đâu ra, không ra. quả cái nghề gì ta <laughs> cái nghề gì ba hai một ren thua thua hả ừ. thua mà sao mà không vui vậy thì thua mà sao vui được cái nghề gì mà sẽ không bao giờ sợ bị xui xẻo đó chính là nghề may may giá hả may à. may mắn may may giá cái từ may là may mắn à. bởi vậy cái nghề này không sợ bị xui xẻo <laughs> theo cái tên của này thôi nha quý vị trả lời xong phải giải thích phải không ừ. ta có người sợ người giận đó người không chịu đó người ta không chịu đúng lý thôi ừ nó chịu ha <laughs> ok ngày hôm nay lộc loan kính gửi quý vị một số thông tin mà nụ kỳ nho nhỏ cứ chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc lan lộc rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương đã chia sẻ cho chương trình của lan và lộc và nếu như cảm thấy chương trình hữu ích đem đến niềm vui cho quý vị thì quý vị hãy nhớ chia sẻ dùm cho Lan Lộc nhiều hơn nữa để Lan Lộc có thể gặp thêm nhiều quý khán tính giả nữa nha quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.